Lý do Linh đầu tư vào Coca-Cola là Linh thấy có hai yếu tố chính. Một là sản phẩm rất là thú vị. Toàn cầu hiện tại mọi người rất thích những món gì mà tự nhiên, tốt sức khỏe. Thì Linh thấy rằng có nhu cầu toàn cầu. Và thứ nhì là Linh thấy rằng đây là một cơ hội để mình tạo một cái sản phẩm, một cái thương hiệu của Việt Nam đưa toàn cầu. Và Linh thấy hai yếu tố này cộng chung với các bạn sáng lập thì sẽ tạo ra một công ty tăng trưởng rất mau. Nhóm sáng lập này, Linh thấy họ rất là tiềm năng, bởi vì mình có một người mà rất là đam mê về sản phẩm và đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu và rất là tỉ mỉ chi tiết, và có một bạn cố vấn về kinh doanh, về tài chính, thì hai bạn làm chung thì sẽ là một đôi rất là phù hợp và cân bằng. Trước khi bạn cố vấn xuất hiện, Linh thấy rằng công ty này cũng có tiềm năng rồi, nghĩa là sản phẩm, nhà sáng lập tốt, và còn đang thiếu một người kinh doanh, một người hiểu về tài chính, về tiếp thị. Thì khi lúc đó khi Linh muốn đầu tư thì Linh nghĩ rằng Linh là phải cái người cố vấn hoặc là bỏ ra rất nhiều thời gian để giúp công ty này làm bên phần kinh doanh. Bạn ấy xuất hiện thì Linh thấy rất là yên tâm và mình nên đầu tư. Đây là cái yếu tố may mắn mà Linh thường nói. Thì nghĩa là trong lúc đó có bạn đó xuất hiện, nhưng hai bạn đó đã làm việc chung cả tháng, cả năm trước đây rồi. Thì mình phải rất là chuẩn bị để khi mình có cơ hội để xuất hiện lên những cái chuẩn bị đó. Ôi, đi biết bao lâu mới tới đây biển. Mà sao biển này nhiều cá mọc quá vậy ta? Trời đang nóng như thế này, nếu mà có trái dừa uống thì tuyệt vời biết.